Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì mình sẽ chơi cho anh em xem một cái tựa game có tên là Anime Defender. Rồi, mới vừa vào, anh em cũng có thể thấy là cái đồ họa của game này rất rất là đỉnh nha. Đây nè, nhân vật mình nhìn rất là bóng bẩy luôn. Nước, đồ các kiểu, nhà, cửa nhìn rất rất là chi tiết. Chưa chơi là mình đã thấy rất rất là ấn tượng rồi đó anh em ạ. Bắt đầu chơi thì nó có cho mình quay một lần. Anh em thấy mình quay được cái con hề bất ghi nè. Cái tay nó xoay 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 anh em ạ. Nhìn rất là chất luôn. Bây giờ thì chắc anh em đợi tí, nhập một vài cái code để lấy mớ gem quay nhân vật anh em ạ. Đây nè, vào cái phần mã nha. Code đầu tiên theo mình thấy là được tới 1000 gem. Cấp độ 8 mới nhập được anh em ạ. Chứ không phải như những cái tựa game khác là vừa vào chúng ta có thể nhập được liền. Rồi ok. Bây giờ thì đi triệu hồi nhân vật đi. Chỗ triệu hồi nhìn cũng rất rất là đẹp nha. Chế tạo rồi tiến hóa đồ các kiểu á nè. Một lần triệu hồi tốn khoảng tầm 50 gem. Mình thì đang có 200 gem nè. Vừa vào game nó cho á nè mọi. Nhìn cũng hay quá ha. Mấy cái mảnh ghép, nó ghép lại thành một cái ngôi sao. Đây là mấy cái con nhân vật mình quay được nè. Nói chung là cũng chỉ thuộc dạng hiếm thôi. Trang bị vào ha. Giờ thì chúng ta sẽ vào chơi. Trời ơi, đồ họa đẹp nè anh em ạ. Đặt cái con hề bất ghi này ra đi. Nhìn cái tay xoay xoay hài ha. Đấy. Đánh thường của con này là bắn cái cánh tay á. Được phết đó chứ. Rồi đặt thêm nhân vật nha. Theo mình thấy thì nó chỉ đánh một lần một mục tiêu thôi. Không biết lên cấp dễ hay không nữa. Lên nhanh nhanh để mình còn nhập code anh em ạ. Tới cấp 8 mới nhập được. Để mình đặt cái con nhân vật 700 tiền coi. Đúng là 700 tiền của khác. Cái tầm đánh nó rất rất là xa luôn nha. Chiêu cũng đẹp nữa. Đấy. Nâng cấp lên. Cái con nhân vật mà đánh ra băng á, nhìn giống với lại cái thằng Ray trong hội pháp sư Pay theo ghê luôn, không biết phải hay không. Ở đây mình xài mấy cái con nhân vật cùi cùi thôi mà thấy nhìn đã chất như này rồi. Chắc mấy cái con nhân vật mạnh á thì chiêu còn đỉnh dữ nữa. Đặt ra thêm nha anh em. Nâng cấp lên. Định là nâng cấp mấy cái con hồi bất ghi á. Nhưng mà sao thấy nó yếu quá anh em ơi. Kiểu như đánh lần được có một mục tiêu à. Đi vòng vòng khám phá chơi coi. Đồ họa đẹp vãi luôn á. Những cái bạn nào mà máy yếu yếu chơi game này chắc cũng hơi căng thẳng nha. Kiểu như bị lát á nè. Cái này do là mới vừa chơi. Chứ chơi lâu rồi anh em sẽ sở hữu những nhân vật mạnh. Và chiêu của nó sẽ hết sức là kinh khủng. Bảo đảm chơi cũng sẽ có phần bị lát. Chưa nâng cấp mát được nữa ta. Quái bây giờ nó cũng trâu nè. Tới trăm mấy máu. Bây giờ phải tới màn thứ 15 thì mới xong nha. Trời ơi, chiêu giờ thay đổi nè anh em. Nhìn đẹp phải luôn. Rất là nhiều những cái mảnh băng từ trên trời rơi xuống của cái con nhân vật này nè. Nâng cấp tiếp. Vậy là maximum rồi đó. Cái phạm vi tấn công to chưa nè. Nâng cấp cho hồi bất ghi mát thử coi. Rồi ok. Con hồi bất ghi đã maximum nha. À, anh em thấy cái hiệu ứng chém 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 không? Đó.
Bây giờ con quái mà đi vào cho cái vòng này sẽ bị mất máu. Rồi, nâng cấp cái con nhân vật bên đây. Nhân vật này nhìn giống trong Dragon Ball nè, không biết phải hay không. Chắc nó chứ còn gì nữa anh em. Tại vì game nó cũng phải thay đổi một số chi tiết của nhân vật cho không giống với lại trong anime. Lý do là bản quyền á, thường là như thế. Nên có nhiều nhân vật mình nhìn mình nhận không ra. Trời ơi, Udam to vậy, 117 nè. Theo mình thấy là phòng thủ rất là khỏe rồi. Đây, con boss đang đi ra nè anh em. Chả thấy con boss đâu luôn á. Hiệu ứng quá trời quá đất. Vậy là xong nha. Trời, được tới 110 kim cương. Mình có thể quay được nhân vật hai lần anh em ạ. Quay trở về phòng chờ đi. Vẫn cấp 1 à. Vãi. Game khó lên cấp thế. Được có phân nửa lóng kinh nghiệm thôi nha anh em. Chịu thôi. Sao toàn cái con này không vậy ta? Quay chú vu nguyền rủa đi. Trang bị thử con này nha anh em. Bỏ nhân vật này ra. Xài thử coi như thế nào thôi. Qua chương thứ hai nha. Vừa mới vào thì nó chỉ cho mình có 500 tiền anh em ạ. Đặt cái con hơi bất ghi hoặc là cái con cầm cái búa nè. Con này thử coi chiêu nó ra sao. Trời, được phết đấy chứ anh em. Nó đánh rất là nhanh nha. Có vẻ là ngon hơn con hơi bất ghi á. Đặt nhân vật này ra. Đấy, vậy là khỏe ngay. Bỏ qua nhanh hết nha anh em. Mình đang phòng thủ tốt thì không sợ. Đặt ra tiếp nè. Do đây là những cái màn mới bắt đầu á, nên là chơi khá là dễ. Nó không có khó lắm. Nhưng mà sau này thì nó sẽ càng ngày càng khó nha. Trời ơi, con này 175 máu còn có cả thêm cái lóng giáp nữa chứ. Nhưng mà không sao anh em ạ. Mọi thứ vẫn ổn áp. Mình đặt nguyên một nùi nhân vật như thế này mà thách nó đi qua được. Chuẩn bị nâng cấp tiếp nha. Mình phải nâng cho mát hết. Không biết là game thủ thành này có cái con bút tiền không ta. Mình nghĩ chắc là vẫn có nhỉ. Rồi, ok, được một con mát nha. Con quái chỉ có 52 máu thôi, trong khi đam con này là 54 mà. Tha hồ mà phòng thủ rất là khỏe. Bây giờ chắc mấy con có giáp ra luôn á nè ạ. Bỏ qua nhanh nào. Nâng cấp lên. Hình như khi bị dính băng nó còn đi chậm hay sao ấy nè ạ. Mình phái con này khi mình nâng cấp mát nha nè. Nhìn chiêu đẹp. Đánh gì rộng nữa. Game này không biết là mở nhân vật xịn khó không ta. Tại vì mình mới vừa chơi cũng không có rành lắm. À quên quên, nâng cấp. Đấy, hai con maximum. Admin chắc là họ cũng tính hết trơn rồi. Kiểu như sợ mình không thấy mấy con quái do hiệu ứng quá nhiều. Nên họ để một cái bộ điếm ở phía trên nè. Hiện tại đang còn hai con quái nè, thấy không? Nó để nè. Bỏ qua nhanh nào. Tới màn thứ 15 luôn.
Trời ơi, trâu đấy. Rồi thêm một con maximum nữa. Đây là boss rồi anh em, 1.001 máu. Nhưng mà bảo đảm là không qua được đâu. Trâu thì trâu chứ, mình không thấy được cái mặt của con boss luôn á. À, một hải tặc anh em ạ. Đây nè, còn có xíu máu à. Thế là xong nha. Mình có thể ra bên ngoài. Giờ mới lên được cấp 2 nè anh em ạ. Vãi. Tới bao giờ mới lên được cấp 8 để nhập code đi chơi. Mà thôi, nói chung là hôm nay chủ yếu là vào trải nghiệm cho anh em xem một cái tựa game thủ thành mới. Mình thấy game này rất là hay nha. Hài lòng nhất ở cái chỗ đó chính là cái đồ họa cực kỳ đẹp. Anh em nào mà mê game đồ họa đẹp chơi game này là hết sảy. Giờ thì không cười nữa, chắc mình sẽ kết thúc video luôn ha. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Bye anh em. Chắc là mình sẽ còn cày game này để chơi á, thấy khá là thú vị. Anh em thích video để cho mình một like, subscribe nha.